Mến chào các bạn đã quay lại với kênh Linh Quê Miền Tây nha. Và hôm nay đến với kênh của Linh thì Linh sẽ giới thiệu đến các bạn một ngày bận rộn cuối năm của Linh như thế nào nha. Và bây giờ Linh mời các bạn theo chân Linh để xem một ngày bận rộn cuối năm của Linh như thế nào nè. Xin mời các bạn. Buổi sáng thì Linh dậy rất là sớm để đi ra chợ. Tại cuối năm á, năm nào cũng vậy á, gia đình Linh sẽ bán bánh mứt Tết là 15 ngày. Và các bạn biết đây là chợ gì không nè? Đây là chợ đầu mối của Hóc Môn. Và nó còn được gọi là với cái tên là chợ củ cải. Không biết sao mà người ta kêu cái tên chợ củ cải nữa. Nhưng mà Linh chỉ biết đây là chợ đầu mối Hóc Môn thôi. Chợ này á, nói chung là bình thường hay là dịp cuối năm thì cũng rất là đông nè các bạn. Cái này là buổi sáng nè. Buổi sáng mà trước khi Linh đi tới cái chỗ mà Linh bán hàng á, là Linh phải đi qua cái chợ đầu mối này nè. Tại Linh bán bên chợ Bà Điểm lận. Và nãy giờ thì Linh cũng đã tới chợ Bà Điểm rồi nè các bạn. Đây, Linh đang đi vô chợ Bà Điểm. Chợ Bà Điểm thì buổi sáng cũng khá là vắng nha. Chỉ thấy người bán thôi chứ không thấy người mua đâu. Nói chung là buổi sáng thì Linh cũng tranh thủ ra chợ bán bánh mứt buổi trưa. Buổi trưa thì khi bán ở chợ xong thì Linh cũng phải về nhà lo cơm nước cho gia đình. Thì Linh cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác thì cũng đi làm cơm nước cho gia đình nhỏ của mình. Và đây là công việc hàng ngày cuối năm của Linh nè các bạn. Các bạn thấy bánh mứt Tết nó đa dạng không? Quá trời mặt hàng luôn. Các bạn cùng xem coi tham khảo coi Tết nay mình sẽ ăn món gì nha. Đây nè bánh. Đây là bánh mứt Tết mà Linh đang bán nè các bạn. Linh đang bán tại chợ Bà Điểm Hóc Môn nha. Linh bán trong nhà lòng chợ á. Linh đã bán phụ chị của Linh. Đó, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Bánh mứt kẹo đủ thứ loại luôn. Hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ, nói chung là đủ thứ bánh. Và đây là thành phẩm buổi trưa khi Linh về làm bữa cơm vội vã cho gia đình của Linh nè. Nói vậy thôi chứ đi làm mà bận rộn cỡ nào thì các bạn cũng nhớ là chăm lo cho cái gia đình nhỏ của mình nha. Và bây giờ thì Linh cũng xin mời các bạn vào bếp cùng Linh làm cái bữa cơm, nói chung là rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ. Đó là món chả cá chiên và rau lang luộc. Xin mời các bạn cùng làm với Linh cho vui nha. Đầu tiên thì Linh sẽ bắt cái chảo dầu nóng lên nè. Tại chả này Linh mua ngoài chợ nó cũng nguội rồi, nên là Linh sẽ đem về Linh chiên lại cho nó vàng, cho nó nóng lên chút mình ăn nó mới ngon nha các bạn. Chả cá thì nó cũng chín rồi đó, nên là Linh thấy nguội nó mềm quá, Linh phải chiên lại cho nó nóng, nó giòn thêm hồi chút xíu nữa mình chấm nước mắm mình ăn hết sảy luôn á. Lâu lâu ăn thì ngon nha, ăn hoài là ngán lắm, tại cái món này cũng dầu mỡ không mà các bạn. Đó, nó về khi miếng chả vàng này nè, lật qua lật lại nè. Và Linh thấy nó bị dầu nhiều quá nên Linh lót một ít giấy ở dưới để cho chút nữa thấm dầu cho nó đỡ ngán. Này, mấy bàn chả này đã vàng rồi nè, Linh gấp ra dĩa. Sau khi mà chờ cái phần chả cá còn lại nó vàng hết thì Linh sẽ bắt cái nồi nước sôi lên. Linh bỏ vô chút xíu muối. Linh sẽ chờ cho nước sôi, Linh bỏ rau lang vô Linh luộc nha. Rau lang xanh ươm luôn, nhìn ngon không các bạn? Hôm nay Linh sẽ cho gia đình Linh ăn cái món cơm rất là đơn giản luôn. Rau lang luộc ăn với chả cá chiên. Nhưng mà
Ở nhà Linh á, chị thích ăn là chấm nước mắm mặn thôi, nước mắm y với các bạn, không có pha nha. Thích ăn vậy á. Giờ Linh cắt ớt vô chén nè, giờ xịt nước mắm vô nè. Vậy là chút chấm thôi à, chứ không bỏ gì vô nữa trơn á. Và sau khi nước sôi rồi, Linh sẽ bỏ da gao vô nè, lật qua lật lại. Lúc này cái nồi nước nó sôi khói nghi ngút luôn á. Nhà Linh thì cũng hay ăn gao luộc lắm á các bạn. Đây. Và cái chảo chả cá chiên của Linh nó cũng vàng hết rồi nè. Không. Linh đây đẩy lên cho dầu nó chảy xuống bớt. Nó thấm dầu nhiều luôn á, ăn dễ bị ngán lắm các bạn. Ngon thiệt nhưng mà ngán lắm. Đó, gấp ga nha. Giờ chuẩn bị mình dọn cơm ra thưởng thức thôi nè. Chả cá vàng ươm nhìn ngon quá. Rau luộc thì cũng chín rồi. Bây giờ Linh sẽ lấy dĩa gấp gao ra luôn nè. Bạn nào thích ăn sực 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 thì mình luộc hơi thôi nghe. Còn nếu thích ăn ăn mềm rục thì luộc cho nó chín chín xíu. Đây. Và đây là thành phẩm dĩa gao luộc của Linh đã xong rồi. Và đây là bữa cơm đơn giản nhất của gia đình Linh trong dịp cuối năm này đó các bạn. Các bạn thấy có ngon không? Và sau khi tất bật chuẩn bị bữa cơm trưa xong rồi, bây giờ cũng tới chiều nè. Đó. Linh và bé Phở đi rước chị Hai. Chị Hai đang đi học, trong khi chờ đợi con gái thì hai mẹ con đã mua siro đá bào, trà sữa trân châu, ngồi nhâm nhi chờ chị Hai ra. Tại con gái mình học buổi chiều, bé đang học lớp 6, 4 giờ 45 mới ra đó các bạn. Nên hai mẹ con mình chờ lâu quá nên mua đá bào siro uống nè. Thấy siêu quậy của mình nó quậy lắm đó các bạn. Thích uống trà sữa thôi chứ hả, không có uống đâu. Mua đằng hút uống hút vô lấy cái hộp có phun ra ngoài chơi vậy đó, chứ không có phải uống đâu đó. Nè nè nè, siêu nhân này quậy lắm nè. Các cô các chú ơi, các cô các chú thấy bé Phở có quậy quá không nè? Sao mà mẹ tối ngày cứ nói con là bé quậy không mà. Và video của Linh đến đây thì cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhớ cho Linh xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để Linh có động lực ra những video hay hơn cho các bạn cùng xem nhé.